Kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024, Truyền thông Thành Võ tiếp tục điểm lại các công trình phần việc tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đồng thời hôm nay, Truyền thông Thành Võ cũng được gặp gỡ, giao lưu với bệnh nhân Trần Công Bằng ở Đồng Nai, bệnh ung thư phổi, di căn qua phế quản. Những ngày tới đây, bệnh nhân Trần Công Bằng đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị, các chỉ số ung thư giảm đáng kể và chuẩn bị ra viện vào thứ Bảy tuần tới. Bệnh nhân Trần Công Bằng đã đến đây 3 tháng rồi. Trong thời gian đó, bệnh nhân luôn nghe lời chỉ dẫn của các thầy, gìn giữ đúng phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư, ăn cháo nano, uống thảo dược nano, thường xuyên phơi nắng, tập thể dục hàng ngày. Được các thầy hướng dẫn cách nấu cháo nano. Đồng thời, bệnh nhân cũng thường xuyên tìm đến các thầy để được diện chẩn, kiểm tra huyết áp, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ. Bệnh nhân Trần Công Bằng cho biết, gia đình cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bệnh nhân là lao động chính trong gia đình. Mấy năm nay, phải vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác, đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Khi đến đây được hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, trong lòng bệnh nhân Trần Công Bằng cũng rất biết ơn các thầy, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã dang rộng vòng tay yêu thương đón nhận hoàn cảnh như ông. Bây giờ, bệnh nhân chuẩn bị hoàn thành phác đồ điều trị với chỉ số ung thư đã âm tính. Trong những ngày tới đây, bệnh nhân được về với gia đình, người thân trong niềm vui mừng khôn xiết. Bệnh nhân Trần Công Bằng tâm sự. Dạ thưa chú, chú có thể cho con biết là họ tên, bệnh nhân với bệnh viện chú? Vâng, trước tiên thì tôi cũng xin trước cảm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho cha Phêrô có một cái sáng tạo thành lập ra tức là phòng khám yêu thương cho không của những người bị bệnh, mắc bệnh ung thư. Tôi cũng là một trong những bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tên tôi là Trần Công Bằng, hiện đang ngụ tại tỉnh Đồng Nai. Thì tôi xuống đây đến nay là được 3 tháng rồi. Thì tôi xin cảm ơn, tức là cha, cảm tạ cha cùng cảm ơn các thầy đã tận tâm, nhiệt thành để giúp đỡ các bệnh nhân, những người ở giai đoạn cuối của như chúng tôi, là những người đi không còn biết đường nào là để đi, mà đi đến đây là cuối cũng là cuối cùng. Thì cái tin thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả những các thầy, các người đã có lòng phục vụ ở đây để tạo những điều kiện cho chúng tôi được tiếp xúc rồi là điều trị ở đây. Chú cho biết cái bệnh của chú ở Tây Y như thế nào và khi đến đây các thầy trị ra sao chứ? Bệnh của tôi thì trước khi là tôi xuống Tây Y thì tôi điều trị ở ung bướu. Thì bác sĩ là cho tôi biết là giai đoạn 4, có nghĩa là giai đoạn cuối rồi. Thì tôi điều trị ở đấy là 1 năm rưỡi. Bệnh gì chứ? Bệnh ung thư phổi, di căn thượng đòn phế quản. Từ đầu thì tôi điều trị ở Tây Y thì 1 năm rưỡi, nhưng mà đến khi được 1 năm rưỡi thì bắt đầu nó nền thuốc bắt đầu nó mọc thêm ra một cái khối u nhỏ ở phổi nữa. Nên xong là bắt đầu tôi, bác sĩ cho tôi hóa trị một mũi. Thì tôi bắt đầu tôi thấy sức khỏe tôi không đảm bảo, tôi bỏ ở đây. Thì trong quá trình điều trị thì tôi đưa giữ đúng phác đồ của của cha và giữ đúng các cái lời khuyên hoặc tức là nhắn nhủ của các thầy để tức là điều trị. Đến nay thì cũng được tròn 3 tháng rồi thì tôi đã khỏe, các cái chỉ số nó trở lại bình thường hết rồi. Hết. Dạ, xin cảm ơn chú. Ngoài kia, công trình phục dựng phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy vẫn thực hiện để sớm hoàn thành công trình của trái tim yêu thương của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường và các thầy. Những cây cột sắt trong hệ thống nhà tiền chế được dựng lên trước niềm vui chung của các thầy, các bệnh nhân, các nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài nước. Một công trình là biết bao mồ hôi, công sức và sự đóng góp của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 đang cận kề, nhằm tạo sự gắn kết gần gũi giữa người bệnh, người nuôi với các thầy, đồng thời góp phần xây dựng uy tín cho phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong việc hỗ trợ điều trị ung thư trên tinh thần yêu thương cho không, ăn cây cỏ mang hạt giống, bằng phương pháp áp dụng công trình nghiên cứu của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường là ăn cháo nano, uống thảo dược nano và tuân thủ các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha, và tiếp thu một cách nghiêm túc lời khuyên của các thầy để vận dụng cho đúng phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư. Thay lời cảm ơn của các thầy, Truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, bệnh nhân, người nuôi và chính quyền địa phương đã đồng hành cùng sự phát triển của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Năm mới Giáp Thìn 2024 cũng sắp sửa tới rồi, thì cũng thay mặt cho tất cả các bệnh nhân xin kính chúc là quý thầy, các anh chị trong phòng khám và gia đình một năm mới an nhiên và mạnh khỏe, và chúc cho tất cả các bệnh nhân và như bà con ở xã Vinh Kim này có một cái Tết Giáp Thìn thật đầm ấm, vui vẻ, và xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn chú. Cũ sắp hết thì bước qua năm mới thì chúc ở thứ nhất là ở phòng khám yêu thương cho không của Cha Tường, và chúc hết tất cả các thầy là có được một sức khỏe dồi dào để năm sau điều trị cho những bệnh nhân tốt. Tháng năm mới thì cô cũng xin chúc cho các bệnh nhân là được mau theo phác đồ của cha đi, được mau khỏe bệnh để trở về với gia đình như cô vậy. Còn các thầy ở đây cũng xin chúc các thầy thì được sức khỏe dồi dào để các thầy chữa theo tâm nguyện của cha, thì để theo là để chữa bệnh cho các bệnh nhân được sự khỏe mạnh để trở về với gia đình. Rồi, chúc các thầy gia đình, chúc các thầy là năm mới đây gia đình đây được hôn an xác mạnh, để được mọi sự như ý, đây gia đình được mọi sự như ý, được khỏe mạnh, rồi bình yên trong gia đình. Sang năm mới thì tất cả mọi bệnh nhân gần xa là mình, một khi mình đã nghe được cái thông tin này, nếu mà tất cả mọi người đều có bệnh ca thì mình tất cả đều đến với cha và các thầy cho sớm để thầy được kịp cứu chữa, để mà mang cuộc sống mới lại cho mình. Là sang năm mới là chúc cho các thầy mạnh khỏe, sang năm mới một năm mới an lành trong lĩnh vực, và tất cả bệnh nhân an lành để mau khỏe bệnh để trở về với quê nhà. Kính thưa quý ông bà, cô chú, quý anh chị và các bạn, thay mặt các thầy, Truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám vượt qua khó khăn. Phòng khám xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp xây dựng phòng khám và phục dựng lại công trình của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, nơi các thầy khám chữa bệnh. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, Truyền thông Thành Võ rất biết ơn. Và trước thềm năm mới, con kính chúc các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 an khang thịnh vượng, ngập tràn niềm vui, và cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Chúc người bệnh và người nuôi bệnh hoàn thành phác đồ của cha thật sự hết bệnh để đón Tết với gia đình, người thân. Để các công trình phục dựng phòng khám thêm khang trang và bền lâu, con thay mặt các thầy, con kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ phòng khám để có kinh phí chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa trong đời sống như hiện nay. Đến đây, Truyền thông Thành Võ xin kết thúc video clip. Tại đây, xin trân trọng kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi Cầu Ngang Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần, chiều thứ Bảy và Chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Dinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp. Nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.